Thưa quý vị, sáng nay, ông Nguyễn Văn Hiếu, Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Cần Thơ đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Quận ủy Ôn Môn về tình hình công tác 6 tháng đầu năm và chương trình công tác những tháng còn lại của năm 2023. 6 tháng đầu năm, với sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị trong việc thực hiện nghị quyết nhiệm vụ năm 2023 của quận quỹ với chủ đề tăng cường xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, để mạnh cải cách hành chính, tập trung các nguồn lực phát triển kinh tế xã hội theo hướng đô thị văn minh. Quận Ô Môn đã đạt được khá toàn diện các chỉ tiêu nhiệm vụ đề ra. Kinh tế phát triển ổn định, sản xuất công nghiệp, thương mại dịch vụ tăng so với cùng kỳ. Tiến độ giải ngân các công trình xây dựng đạt yêu cầu. Tuy nhiên bên cạnh kết quả đạt được, địa phương vẫn còn một số khó khăn hạn chế nhất định tại buổi làm việc địa phương kiến nghị thành phố quan tâm mời gọi đầu tư các dự án ngoài ngân sách trên địa bàn nâng cấp mở rộng một số tuyến đường trên địa bàn